qua đường mà có xe trắng như vậy khỏe hơn. Wow, canh sang xong nghe xe mượt ghê á, cảm giác mượt mà đó đi, sướng lắm. Anh chạy qua như một vị thần ông nội ơi. Trời ơi, công nhận vô im, nghe anh chạy qua không sao. Ok, hello anh em ha. Chào mừng anh em đến với kênh DTD Vlog nha anh em. Thì bữa giờ xe mình gửi trên tiệm anh em, hôm nay mình chạy lên chơi coi anh em ráp tới đâu làm tới đâu ha. Thì nói chung là hôm nay mình đi lên tiệm bằng một chiếc 62 Zinzin Exciter nha anh em. Thì xe này của một người anh em làm là đi tour, thì làm trên tiệm mình luôn. Thì để lâu quá bữa mới móc bô lại, thì giờ gửi mình chạy lên dyno. Thì thực tình là xe đang chưa dyno nên xăng cộ nó có hơi bị lẩm đẩm xíu. Giờ mình chạy dần dần lên anh em. Wow, ngày nào ở đây cũng mưa. Giờ này vô mùa mưa nên là hơi mưa bất chợt. Mình đi mình quên mang áo mưa nên không biết là có dính mưa hay không anh em. Mình nhìn phía trước nó hơi kiểu như là mưa phía trước mặt, nhìn giống như là mưa trước mặt anh em. Thì nếu mà dính mưa thì hơi oải. Cái GoPro mình nó không có chống nước, tại vì mình đã gắn adapter vô nó không có chống nước cho anh em. Thì nhiều anh em cũng hỏi mình là khi anh gắn adapter anh đi quay trời mưa thì thế nào. Thì trời mưa là tháo cất anh em, mưa nhỏ nhỏ thì còn ráng ráng được, chứ mưa đã lớn thì tháo cất là cho chắc nha anh em. Tại vì cái adapter á nó không có chống nước nha anh em. Cái máy mình nó sẽ tháo cái bộ phận chống cái ốp pin đi, rồi để gắn adapter vào được thì nó sẽ không chống nước. Không có chống nước được nha, thì bắt buộc là anh em đi kỹ thì anh em phải phải đi tháo cất là chắc cú nha anh em, đó là an toàn nhất. Wow, chiếc 62 này đi êm thiệt anh em, cái bô im ru luôn, đi như kiểu bô xăng lửa thôi anh em, không ai nghĩ là 62 luôn á, cái bô nó êm nè. Để tí nữa mình dừng lại mình cho anh em nghe, êm kinh khủng luôn. Bóp côn là nổ như là bô xăng lửa, anh em nghe nè, như bô xăng lửa luôn nè. Nhiều khi cái tiếng xe AB còn lớn hơn nữa. Mình chạy chiếc kế bên chiếc AB cho anh em nghe nha. Nè, cho anh em nghe tiếng AB với lại tiếng xe mình nè. Anh em có nghe không? Nè, nghe lại nha. Chù cha, nó êm thật sự anh em. đang chuẩn bị mưa thiệt anh em ơi. Wow, trước mặt mình có một chiếc Sirius 2 thì. Xe anh em đi mà tới độ tình trạng này là hơi bị đỉnh luôn anh em. Là bộ quạt là nát tan rồi, nói chung nhớt là đi hẳn ra đường đó luôn rồi, nên là mức độ hao nhớt thì khỏi phải bàn rồi ha. Tính ra cái bài 62 này mãi đỉnh anh em. 62 móc đít nhỏ chạy im thiệt anh em, nó hòa vô làn xe zin là nghe như xe zin luôn, êm lắm. Bóp côn lạnh là như xe zin luôn anh em, êm ru mà rù. Thì như là chiếc này đi đầu 19M2, họng 32, rồi 32, 32 đúng rồi, kim bao nhiêu mình không biết nữa, danh viên thay tay. Thì xe này của một chủ shop nhớt, ổng làm để ổng đi ship nhớt rồi đi chợ bày bạ. Ổng có một chiếc BMW S1000RR nữa phải. Xe này thì quá tuyệt vời rồi. Hôm bữa mình đi với ổng một chuyến đi Đà Lạt thì êm ru anh em, nói chung chạy rất là thoải mái. Xăng thì hao hơn xe zin 5.000 như một lần đổ.
thì cũng tuyệt vời rồi anh em. Thật tình nhiều anh em mà ngại cái vấn đề công an này kia thì anh em làm tầm năm 62, 57 gì nó bình thường quá anh em. Nó cũng chả xác gì khác gì chứ là 50 zin mấy, anh em lên luôn 62 đi nó vẫn ok hơn anh em. Mình thấy nó vừa đi làm cái bôi bêm nữa là quá tuyệt vời à. Thì chiếc này chưa canh xăng cho nên là mình chưa có kéo thử. Nói chung là kéo cũng được nhưng mà cảm giác nó không có đã lắm. Thì xe này nó giống như mấy cái xe kia, những cái dạng bô êm á, thì anh em sẽ chạy thường là 7.000 nó sẽ rút, còn khoảng dưới này nó sẽ đù. Anh em nghe nè, đó, rất là đù luôn. Thì chưa canh xăng, không biết rút canh lại nó có hết đù hay không, nhưng mà bây giờ nó đù nhiều. Mình thử mình trả về nha, 7.000 anh em nó rút nè. Thấy không? 7.000 mấy, 8.000 là rút. Xe rút đã lắm anh em, nó đâm lên rất là đã ha. Đồng hồ ảo dễ sợ thiệt. Xe đang đi nhau xin dĩa 1439 nha anh em. Bánh trước 70 sau 80, mâm 8 cây. Thì nói chung là cái bảng bánh bảng mâm này là vừa đi rồi. Mình dắt chiếc xe rất là nhẹ, nghe rất là đã anh em. Anh em đi xe chơi xe mà anh em dắt cái xe anh em nghe nó nhẹ là anh em khoái lắm. Nó đổ hậu thì khỏi chơi luôn. Thì chủ xe đi cái phụt cắt ngắn lại nên là nó rất là đầm, trọng tâm nó ghì về trước anh em, thành ra xe nó đầm lắm. À, quá đã, 7.000 rút, 7.000, 7.000 mấy rồi, nghe xe nó đâm lên nghe phơi thì rồi giờ mình tranh thủ mình chạy vô tiệm xe ha. Tí tới mình sẽ quay xe mình cho anh em xem. A few moments later. Ok, hello anh em ha. Thì bữa mình lên xong mình về, nay mình lại lên mình quay cho anh em xem sơ sơ rồi nè. Thì nói chung xe mình đó là đợt này mình thay lồng trái, mình thay trái. Cái bậy nữa. Thay trái nha anh em. Mình thay trái dứt leo 618.00 luôn. Lồng mình vẫn đi lại lồng 68 hôm bữa. Làm 6-8 bữa, trái mới thôi. Rồi thay 4 xúc bắp, vẫn đi chó xả nha nè. Đây, thay 4 xúc bắp mới ha. Vẫn đi cái móng đồng tiền nha nè. Giờ chủ tiệm với mấy anh em đang ráp lại mình. Nói chung là ráp lại để thay nồi, thay bố nè. Đợt bữa mà lên trên đồi Đa Phú bị cháy bố nè. Đợt này về thay lại hết, mình tiếp tục xài bố đít leo ha. Đây. Thì thay luôn cái nhông chống giọng nha nè, làm lại coi nó êm hơn, ổn hơn không. Nói chung là nghe giọng nồi cũng bực mình lắm. Rồi chủ tiệm đang ráp dần ha. Bữa giờ không được chạy xe độ cũng ghiền ghiền anh em, đi xe zin không à, xe zin quay rim rồi chạy nó chán ồm. Để thầy ráp coi nha anh em. Đây là cái nhông cũ nha nè, thì mình đi tính ra cũng hơi lâu rồi. Nói chung là mình đi cũng lâu. Nhông này mình đã từng thay rồi nha anh em. Thì đợt trước mình thay một lần rồi, nhưng nó cũng còn mới lắm. Từ lúc mình làm 68 thì phải. Đợt trước cái nhông heo xe nó mòn nhiều hơn nữa. Cái này đã thay rồi nha. Và đợt này thay cái nhông rít leo.
Thì chủ tiệm kêu đi thấy nó êm á, nên kêu mình thôi thay đi thử coi. Có con xe ăn đi báo, lên báo thầy luôn. Nhà xa cách 20 cây nhưng mà kiểu gần gần rất lên báo suốt luôn á. Mà anh em đi Eco Đức Leo anh em có thấy đi lâu cái nó bị cảm giác như là map nó hơi nhảy nhảy không anh em? Thì mình không biết là do chạy lâu nó bị đóng khối này kia hay sao. Nhưng mà cảm giác là nó hơi kỳ kỳ xe. Có cái đợt nào đó đi thì nó bị cảm giác nó lì lì, nó sao sao á. Thì lên nhờ thầy Dino lại, thầy thấy nó hơi sai xăng. Nghe nói rít leo có auto tune gì nữa anh em. Nhưng mà phải có cái bộ tune gì của nó nữa. Nghe nói vậy á, không biết chừng nào có ha. Có bộ đó mà đi tour xa sách theo, sách láp theo nữa là đúng bài luôn anh em. Tune mọi lúc mọi nơi. Chả khác gì mấy thằng A Uma. Thầy đang ráp lại cái nồi nha, đang canh tỉ mỉ cái nồi rồi. Xe cái nồi quan trọng lắm nha anh em. Cái nồi nó tốt, anh em xe anh em nó chạy nó cũng tốt. Còn cái nồi nó nhựa nhựa anh em chạy bực mình lắm. Mà thường cái nồi nhựa thì nó đỡ hại máy hơn. Còn cái nồi bắt khóa nó cũng hại máy. Anh em chạy mắm vố, chạy kiểu bốc đầu phá các thứ. Dàn tay cái còn biến, có chỉnh số nhỏ bắn luôn cho lẹ. Xong rồi xíu tay lại. Bên trái. Cái đế nhôm thường anh em dàn tay hoặc là bắn nhẹ nha. Anh em bằng mạnh là nó dễ bị tuôn lắm. Cái ren nó mềm lắm nè. Gãy ngang luôn không? Gãy ống dính đó. Bắn mà quên chỉnh số nhỏ là lụm luôn á. Thầy đang thử nha, coi nó cắt ok đâu chưa. Nói chung làm xe canh tỉ mỉ cực lắm nè. Thì mình quay sương sương thôi à. Có gì hôm sau mình lên mình quay tiếp. Tại mình cũng đang bận công việc. Cái đĩa mới mà bố ăn gì có miếng gì hết trời. Bố ăn cái đĩa nó khét hết trời. Đúng con đường một. Chết tôi rồi. Thì mua đĩa chứ, xe rút, có lỗ 5 lỗ. Không, ý là đĩa thì mua rồi, đĩa lô. Nhưng mà nó, ý là bố nó ăn nè, tôi nhìn nè, nó ăn coi xíu xíu thì ghét không? Ăn như đều á, đĩa cũ á. Không, bố cũ, đĩa mới. Nhất cái nắp thiệt chứ. Bữa cũng... Ok anh em, mới ráp xong hết nè, giờ nổ máy. Dứt em. Rồi để cho nổi. Nói chung là mới nổ máy lại cho nó nổ ganti ha. Thì nãy cũng có thay một cái nhông chống giọng, nhông rít leo anh em. Rồi nói chung là còn canh chỉnh được nhiều lắm. Bây giờ đang để rô đai lại ha. Thì hôm bữa là trái 68 lòng 68 đúng á nè, thì nó vẫn lọt vô ha, nãy mình nói anh em á. Giờ để rô đai cho nó kỹ cho chắc. Nói chung là sẽ gửi để lại chủ tiệm, để lên bàn dyno để rô đai. Đầu đồ thì im hết em. Anh em nghe nè.
đâu đụng gì đâu. Từ tắt á. Ganti hơi thấp nha, đi chưa canh chỉnh lại, nói chung để rô đai thêm bây giờ tính. Vậy chìa rồi tăng thêm miếng ganti nha nè, cho nó rô đai. Nổ hấp quá nghe nó giọng nồi, thứ hai nữa là nó điện nó sạc cũng yếu, bơm nhớt cũng yếu á. Đợt này mình mới đổ nhớt để rô đai nhớt thường thôi nè. Mai mới thấy mai sẽ lên đây để dyno. Tối nay cho rô đai nguyên đêm đi. Tí đưa vô bàn dyno á, gắn két nước các thứ rồi vô, rồi bật bơm điện lên cho nó chạy cho nó mát rồi dyno. Rô đai trong vòng dyno. Cho nó êm đỡ ồn luôn nè. Thì mình vẫn đi vô móc rồi nè. Mình vẫn đi vô móc ha. Đích 38. Thì đợt này chủ tiệm kêu đi nén cao hơn bữa xíu cho mình chạy cho đã. Tại mình nói chủ tiệm thôi canh nén cao cao xíu chạy cho sướng. Chạy cho nó đã đi rồi sau này tính tiếp anh nè. Bữa chạy nén 26, 27 gì á. Nay không lên 13 mấy cho mình đó. Rồi giờ để rô đai thôi anh em. Rồi có gì để coi rô đai xong rồi mình sẽ quay tiếp cho anh em xem. Ok, xe mình xong rồi, đang để quăng bên ha. Tí nữa nổ máy gắn kết này kia rồi rô đai thêm anh em. Tối nay sẽ đưa vô bàn dyno này để mà rô đai. Rô đai nguyên đêm luôn. Tí nữa em mới đổ thêm xăng giùm mình cho mình. Rồi bây giờ chuẩn bị dyno xe của chiếc 62 để mình chạy về. Thì chiếc này hôm bữa cũng dyno rồi, xong rồi nó hay bô. Nó thay bô lại anh em, nó sửa bài bô á, nói chung nó sửa bài bô. Thì xăng nó hơi sai xíu, rồi chạy nghe nó khó chịu á. Bây giờ dyno lại cho nó ngọt ngào, tròn chìa lại. Hiện nay nói chung là gọi là rà xăng thôi nè, rà lại thôi. Nó sẽ sai những cái khoảng nào thôi, chứ không phải là nó sai hết map. Nên là rà lại. Bây giờ cái bô này nó êm ấm, chiều mình chạy cho anh em thấy á. Thì nó rất là êm, đi rất là ok. Nó kiểu như nó ấm mà nó không có la. Anh em chạy cứ như kiểu như là mấy chiếc bô xăng lửa với 57 thôi, im lắm, im ghê gớm lắm, bóp côn cái là nghe như xe zin luôn. Đây xe còn làm quá trời nè, chiếc kia 65+7, chiếc này 65+ gì đó, rồi trong đây Sirius này kia rồi nữa, nhiều xe quá. Lần quần bữa giờ xe mình nay mới ráp, thì chủ tiệm kêu lên chơi rồi phụ ráp sơ sơ, thì lính thì cũng có hai đứa, nhưng mà rảnh rảnh lên chơi quay video cho anh em xem thôi. Bữa giờ mình cũng bận công việc, mình không có thời gian để mà đi quay đi ra chạy kiếm video cho anh em xem. Nói chung là cũng bận quá nên em thông cảm ha. Thì làm xe trước khắc phục cái vụ hao nhớt đi rồi sau này tính tiếp anh em, tour này kia tính tiếp. Mỗi lần đi tour mà hao nhớt là oải lắm anh em nào đi tour chắc cũng hiểu cái cảm giác ha. Xe đi hao nhớt cứ phải dừng lại kiểm tra chăm nhớt rồi nói chung là rất là cực cái lúc mà đi mà cứ đi tour mà cứ phải kiểm tra nhớt, chạy cứ hấp hởm lo nó bị hết nhớt này kia nè. Ngoài hôm bữa mình đi kỷ lục luôn, lần đầu tiên trong đời đi 2000 cây 130 bình nhớt chăm không á nè, chứ không phải là hay nữa, là hay 3 bình nhớt không nói, mình chăm 3 bình nhớt. Thì nãy nói anh em á, cái trái của mình nó lỏng quá nhiều nè, mấy cái trái giống vậy nè, ý là mình đi lỏng á, cái đường ảnh chạy đó, nó mòn cái trái xong cái lòng nó cũng bị mòn luôn, cái bạc nó cào riết cũng mòn cái lòng luôn. Thì cái trái của mình mua là 68, cái lòng mình cũng là 68, 6800 lòng cũng 6800, mà hai cái thả vô lọt cái tủm lọt luôn vô anh em, chứng tỏ là cái lòng mình nó mòn, nó sẽ là 68.0 mấy rồi chứ không còn là 00 nữa nè, nó to hơn á đó. Bây giờ thì chủ tiệm kêu là đúng ra chắc thấy kiểu này chắc là khỏi đô đai cũng được nữa.
cũng chơi được luôn á, nhưng mà nói thôi Rodai cho chắc, chủ tiệm kêu Rodai cho chắc, tại vì thấy nó lọt vậy thôi, nhưng mà sợ nó cũng có ma sát nặng máy á, nên là cứ Rodai đi. Rodai làm một bình xăng đi, rồi bình xăng 5-6 lít gì đó, để chạy không có tải hoặc không tải gì đó, đưa lên dyno chạy luôn, gác anh bàn dyno chạy luôn, có quạt này kia cho nó mát, chịu khó hao điện thôi thì cho nó ngon lành lại đi, rồi dyno lại sau nè. Thì mình sẽ làm lại cái bô cho nó ấm thêm xíu, với lại làm cho nó bớt giọng nồi lại xíu nữa là được rồi nè. Thì cái bô mình nó gọi là nó được thôi à, chứ chưa có tương đối, chưa có gọi là quá ấm. Mình cũng muốn nó ấm thêm miếng nữa cho nó đỡ ồn quá nè, nói chung muốn ấm hơn xíu nữa. Thì đợt này ổng canh nén cao hơn, cho nên là sẽ sắp cho nó ấm lại, nó bù lại, nó quề lại. Chứ hôm bữa nén thấp á, hôm bữa nén thấp thấp thì nó vừa, hôm nay nén cao lên thì tất nhiên là nó sẽ bị ồn hơn á, cho nên là sẽ làm cái bô lại ha, chứ không mà cũng chắc cũng không cần làm. Thì sẵn làm bô lại để trải nghiệm cái kiểu khác coi nó sao. Rồi cái nồi thì có khả năng mình đã kiếm cái dùng heo khác mình thả vô, nó vẫn còn dòng nồi xíu. Thì hôm bữa mình có thay cái nhông này rồi nè, mấy anh em chơi xe á, cái nhông này anh em đi lâu nè thì xe nó dẫn đến dòng nồi rồi. Nói chung cái này cũng làm dòng nồi ha, thì đợt này mình thay luôn rồi, của rít leo, mình thay hàng rít leo vô. Cái này mình sẽ cất lại để dành đó, nhiều khi sau này cần tới nè. Nhưng mà cảm giác nó vẫn còn giọng chứ không hết giọng được, mình cũng hơi khó chịu. Giờ chỉ còn cái chuồng heo thôi, nãy chủ tiệm kêu gắn vô nó hơi lỏng thôi, thì để mua cái chuồng heo mới thả vô cho nó ok lại nha anh em. Rồi sẽ lưu ra lại, có dịp sẽ đi tour quay video cho anh em xem thôi, đi vòng vòng này kia các thứ. Bữa giờ đi xe zin nản lắm nè, chạy chán thiệt chứ. Đúng rồi, lên con 62 là thấy sướng rồi, lên con xe yêu thích của mình nữa thì thôi đúng bài. Đợt này mình đi vỏ 100, vỏ trước 100, vỏ trước 80, xin lỗi anh em, vỏ sau 100. Thì vẫn là thương hiệu Maxxis, Maxxis gai kim cương, vỏ không ruột, mới thay luôn nè. Vỏ mới thay ha, bánh sau cũng mới thay luôn. Nói chung là mình thay lại, mình đi cặp bánh, bánh 135. Cái này gắn lút đèn lay nha anh em. Cái gì rít rít rồi ta? Cái gì rít rít á? Có gì rít rít đó ta? Tí ngày mai kiểm tra lại. Rồi bây giờ vô coi dyno chiếc 62 nha anh em. Vô dyno là chiếc 62 này. Wow, vô đây có quạt, nó mát gì đâu luôn anh em. Xe này 62 là của tiệm mình ráp luôn nha. Vô êm luôn nè. Vô bàn dyno nó hơi ồn, anh em thông cảm nha. Coi quá trình dyno ha. Hai cái dây này nó giúp ràng gần ghi cái xe xuống á nè, không bị trao. Giống như kiểu anh em đang chạy ma sát cái mặt đường vậy đó. Cái khoảng 5.500 đồ hù vậy đó. Chủ tiệm sẽ ngó vào cái AFR, hiện tại nó đang dư nha anh em. AFR nó đang nằm khoảng 11 chấm mấy á, nó dư. Ông sẽ canh lên khoảng 12.9, 12.8 hoặc 13. Vẫn còn dư, khoảng cái dư đó, nó cũng 11 chấm mấy á. Thì mỗi lò có cái cách canh AFR khác nhau. Thì mình thấy lò mình canh tầm 12.9, 13. Thiếu xăng 14 chấm mấy, 15 chấm,
cái khung này hiếu nặng. Đi bộ im thiệt chứ. Bi nó dở hơn cái xăng cơ là mỗi lần thay vô là phải dyno lại nha anh em, nó sẽ bị sai xăng á. Xăng cơ thì nó không thay đổi nhiều nhưng mà Bi thì khó chịu lắm anh em, dư nhiều thiếu nhiều ảnh hưởng nhiều lắm. Dư thì không sao mà thiếu là sẽ bị lấp á, nên là anh em kỹ kỹ nha. Chọn canh xíu đi, bấm HP thử được nhiêu nè. 62 dịch viên. Ok, để kêu thầy cắm cái dây bấm HP vô. Coi chơi nè, coi thử nó được bao nhiêu HP. Nói chung là xe này canh mềm, bô êm cho nên là nó hơi ém. Chủ tiệm kia là cái bô nó hơi ém. Nhưng mà đi phố, đi chợ này kia thoải mái rồi. Nhưng mà bấm đường dài hơi lo. Nên là móc bô cũng ảnh hưởng tới máy nhiều lắm nè. Nên là không phải móc đại được. Nên là phải có sự trải nghiệm. Này canh đi máy để đi đi chợ, đi tour và phê vòng vòng nhà được. Đi tour xa xa thì chạy kiểu nương nương đó được đó nè. Chứ mà chạy mà ép quá ngâm cứng cứng ra thì hơi nguy hiểm. Nóng máy đi lâu dài nó nóng máy. Tại hơi nó bí lại thì nó máy nó sẽ bị nóng. Mà nó móng nóng thì nó ảnh hưởng. Nó sẽ nguy hiểm. Rồi xong. Giờ để cho em gọi cái xuống xe về thôi đi. Ok anh em, thì tóm lại xe mình đang để đây để mà tối nay chủ tiệm Rodai ha, đưa vô phòng dyno, đóng cửa Rodai cho nó êm, nó đỡ ảnh hưởng dân ha. Nó công mình cho nó chạy trên bàn dyno luôn. Bây giờ mình về nè, thì chiếc 62 này dyno xong rồi. Nói chung nãy anh em cũng thấy á, nói chung là được 22-23 mã gì á. Thì nó gọi là nó bền hơn em. Bấm nổ nè. Anh em nhìn nè. Ý, gan tay hơi thấp. Nóng lên rồi nó đều lại nha anh em. 1.500 nè. Anh em nghe cái bô nè. Như bô xăng lửa luôn anh em. Xe giọng nồi hơi nhiều. Lào cái cam coi. Máy im ru. Máy êm lắm nha anh em. Thì đợt trước ông canh ngon lành rồi. Xong rồi móc bô im lại. Hôm bữa đi Đà Lạt nghe bô cũng hồi hơi to. Cái ổng mới đi móc bô lại cho nó im lại. Bây giờ nó gọi là nó êm nhưng mà nó không mạnh anh em. Cái kiểu nó vậy. Còn mà cái bô muốn mà êm mà mạnh nữa thì có sắp bô hơi cực. Anh em nghe nè. Xe chạy như như là bô xăng lửa. Nhiều khi êm hơn mấy chiếc xe bô xăng lửa nữa nè. Wow, đang sổ mũi mệt quá nè. Ngày qua mình dầm mưa bữa nay mình bị bệnh. Thì
cứ mỗi lần lên lò là hay bị bệnh đấy nè, bực mình. Đó, niềm nghèo, niềm ấy ha, niềm ru của mà ru. Quá là tơi, không biết cái góc cam gì được chưa. Mình đang để cho nó nhỉnh nhỉnh lên xíu, mong là nó vừa thôi nè, đèn xe tối quá. Chủ xe đi cái đèn chở sáng theo kiểu mạch anh em. Chủ xe đi cái đèn chở sáng theo kiểu mạch, bấm một cái là mở mạch, bấm một cái là đá bắt xin, bấm giữ là mở mạch, bấm giữ là tắt mạch, bấm một cái là đá bắt xin. Thì thấy cũng ok anh em. Qua đường mà có xe trắng như vậy khỏe hơn. Wow, canh xăng xong nghe xe mượt ghê á. Cảm giác mượt mà đó đi, sướng lắm. Giờ về mà có Racing Boy làm ga thì vui. Có anh em nào gạ gạ thì vui, xe mình giống mua xăng lửa, xe chạy im ru. Cái đời nó vẫn nhanh nhỉnh nhưng mà cái hậu nó không ngon lắm, tại vì đi bô bí á. Đây kéo thử cái coi nó khỏe không. Được lắm anh em. Nghe cũng mượt mà lắm. Quá tươi. Lâu lâu có sao hề chạy. Wow, bộ yên của khác đi. Trời, anh chạy qua như một vị thần không đội ơi. Trời ơi, công nhận vô im. Nghe anh chạy qua không sao. Đâu sau lưng lủi lên được trời. Gặp bô độ là nãy giờ xong đời rồi. Đúng là 62 dinh dinh vô im có khác. Độc thiệt. Thì tối nào mấy anh cũng đứng bên trái bắt cho anh em. Đó, xe nâng nằm bên đó kìa anh em thấy không. Đấy, xe nâng nằm bên trái kìa đêm. Bắt quá trời bắt à, đông quá trời đông à. Thì tối nào mấy chú cũng bắt thấy sợ luôn, bắt đông nghẹt luôn. Chỉ buồn với mấy anh em bị bắt nha. Thì bữa nay đi 62 nên nó êm ái anh em. Bô êm, đỡ. Thì quên mở đèn. Đó anh em, bắt đó đông nghẹt. Bởi vậy mình mới nói là mấy anh em là một con xe tầm 57 đầu cao hoặc 62 đi bô im, anh em đi nó vẫn thoải mái, chạy đàng hoàng thì cũng không sao. Như xe này thì nó cũng cấu hình 62 dinh dinh rồi anh em, đi ok nè anh em thấy không. Wow, hồi nãy mấy ảnh với ai á, mấy ảnh chạy qua mặt hơi bị nhanh. Cái đèn mình hơi chói.
xe này xe mượn nha anh em, chứ tôi đâu có xe tôi đi giống vậy đâu. Xe này đi chợ, đi búa, đi cà phê, đi tô gần gần thì quá tuyệt vời rồi. Bô im như bô xăng lửa luôn. Thôi về thôi, chia buồn với anh em bị dính lại nha. Wow, hơi bị đông. Về thôi anh em ơi.